Xin tư vấn cho câu hỏi đến từ khán giả Trần Đình Long có số điện thoại là 0912, 3 số cuối là 212, đến từ Mỹ Lộc, Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Khán giả có hỏi về trường hợp hai con lợn được sống được 1 năm tuổi và lợn bị loãng tinh. Vậy xin hỏi biện pháp khắc phục trong trường hợp này như thế nào ạ? Dạ vâng, tôi xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thành tư vấn. Vâng, thưa anh, trong trường hợp này thì theo tôi anh cần phải tiến hành các yếu tố sau đây. Bước thứ nhất là hạn chế khai thác tinh hoặc là ngừng khai thác tinh, thì đấy là cái vấn đề thứ nhất anh cần chú ý. Vấn đề thứ hai là cho lợn vận động hàng ngày, có thể là buổi sáng và buổi chiều, thì đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là dùng cái khăn tay bông hoặc là khăn thấm nước nhúng vào nước ấm và xoa bóp cà vào dịch hoàn nhé, ngày hai lần và mỗi lần 10 đến 15 phút. Đồng thời anh bổ sung vào trong cái khẩu phần thức ăn hàng ngày như sau: trứng gà và giá đỗ. Thì trứng gà và giá đỗ ngày 2 quả. Thì là trứng gà ngày 2 quả, buổi sáng 1 quả và buổi chiều 1 quả. Giá đỗ là buổi sáng 1 lạng và buổi chiều 1 lạng. Đồng thời dùng Perimix khoáng kết hợp với vitamin ADE và Multivit trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với B12 tiêm cho lợn ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Với các cái mục trên hoặc là những cái phác đồ điều trị trên ở trên thì anh liên tục điều trị liên tục từ 10 đến 15 ngày. Thì nhắc lại là anh phải cho lợn vận động này, rồi xoa bóp cái dịch hoàn này, và đồng thời dùng trứng gà, giá đỗ và các loại thuốc mà chúng tôi nêu ở trên và điều trị liên tục 10 đến 15 ngày. Và lưu ý là cần phải ngừng khai thác tinh. Một khán giả có nickname là Phú Lương có hỏi: chuyên gia cho tôi hỏi, phổi heo như thế nào thì gọi là gan hóa và như thế nào thì gọi là nhục hóa? Dạ vâng, xin mời chuyên gia tiếp tục. Vâng. Phổi làm cái chức năng hô hấp, mà cái chức năng hô hấp là thì phải là xốp nhẹ. Thì xốp nhẹ đây là có các cái phế nang và phế quản, và phế nang và phế quản thường chứa không khí cho nên là phổi thường là xốp nhẹ. Vì vậy mà khi chúng ta sờ vào phổi thì chúng ta thấy là nó như là miếng xốp, hoặc là chúng ta cắt phổi, chúng ta quẳng xuống nước là phổi nó gì nổi lên trên bề mặt nước. Nhưng trong một số trường hợp bệnh lý thì sẽ làm thay đổi cái tổ chức ở phổi, hay là thay đổi cái nhu mô phổi. Thì trong trường hợp mà bị bệnh xuyễn, lợn bị bệnh xuyễn, thì những cái nhu mô phổi nó thường là teo lại, nó teo nhỏ lại, tức là gì, phế nang và phế quản là không khí rất là ít, và khi nó teo lại nó như là một miếng thịt nạc, và chính vì vậy người ta gọi là phổi bị nhục hóa. Cái nhục hóa ở đây, tiếng nhục ở đây là gọi theo nghĩa tiếng Hán, nhục là thịt nha. Thì đấy là trường hợp mà phân biệt. Nhưng trong trường hợp này phổi nó cũng không xốp nhẹ mà nó cũng nặng, và quẳng xuống nước thì nó cũng chìm, nhưng không chìm như là đối với phổi bị gan hóa. Thế vậy thì phổi bị gan hóa có nghĩa là gì? Trong phế quản và trong phế nang có chứa rất nhiều các tế bào máu, đặc biệt là hồng cầu và cái dịch dỉ viêm cũng như là fibrin, nên làm cái tổ chức nhu mô phổi cũng đặc lại, nhưng màu của nó là màu thâm như là màu của gan. Khi sờ vào phổi thì như sờ vào gan, và khi chúng ta dùng dao chúng ta cắt vào cái phổi mà bị gan hóa thì như cắt vào miếng gan, và quẳng miếng phổi bị gan hóa xuống nước thì nó chìm. Như vậy thì hai cái này nó khác nhau. Thế vậy thì cái hiện tượng mà phổi bị nhục hóa hoặc là phổi bị gan hóa, thì phổi bị nhục hóa thường là do bệnh xuyễn, chứ phổi bị gan hóa thường là viêm phổi thủy gây nên cái hiện tượng là phổi bị gan. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ.
mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.